Giờ anh Phương anh chuẩn bị lên nha bạn. Cái xà cừ này rất là to nha bạn. Nó nằm sát luôn cái nhà bán cà phê rồi. Những nhà nó quá trời mục nha bạn. Đây nó có cái trại nhỏ nữa. Quá trời mục luôn. Được rồi, anh coi anh tháo cộng dây wifi nhẹ nhẹ thôi nha. Lúc vô nằm ở trong bệnh viện thì không có biết, nhưng mà lúc mà chuyển xuống Cần Thơ á, lúc mà chuyển xuống Cần Thơ nó test lại là bà cái ca bệnh nó bị xong, bắt đầu nó mới điện về cho bệnh viện An Giang. Giờ cháu bệnh mà không hiểu luôn ha. Bây giờ đã sống chung với dịch còn gì nữa. Cái dây này hãy xuống đây, hãy xuống đây. Hạ xuống dặn lại đây nha. Dặn lại đây, dặn đây. Cho hạ làm cái đất cao đâu. Không, đem nắng lên. Anh tháo còn dây wifi xuống luôn. Đem nắng đi, đem nắng đi. Đó, cũng như lại đây. Rồi, lại cắt cái chuối đó. Đưa mấy cô em lên đây, cắt cái nhánh này thôi. Tiếp tục anh Hoàng lên luôn nha, hai người lên chung cây luôn. Rồi rồi dùng xuống hen ơi. Dùng wifi cho nằm xuống luôn đi. Quảng lên tuốt trên luôn nha. Anh Phương thì dưới đây anh bắt đầu anh nghe nhà lên. Rồi rồi bước đi. Ê, xe đạp qua dắt ra. Rồi dắt xe đạp ra.
Đoàn đứng cảnh mà mình không thấy luôn. Dạ lá nên quất cái này nè. Cho nó xè ra nha. Nguyên cầm để xuống luôn anh Sơn không? Nhảy ra. Không kịp cái Tư. Xuống mấy cái nhánh lớn là anh Tư giờ làm không kịp á. Không lạnh mấy ngày rồi. À, mấy cây rồi. Cây bên kia, cây bên đây, cây bên đắng. 3 cây 3 triệu. À, bỏ đông lắm, cái này bỏ cực lắm, bỏ dọn ra nữa. Mấy ông mướn, ông không có văn nữa. Mắt lôi ra ngoài mé cho ông nữa. Không, cái gốc nó để gì lần nữa, mấy ông lấy cụ be mấy ông móc. Dê dê lại đây này. Chắc cái nhánh ngoài này các bạn. Đưa nhánh nào nhánh ấy khủng khủng không đó. Cây này bạn rất là nhiều nữa mà. Quá trời bạn. Từ đó là mấy cái nhánh đây là phải treo hết. Nó nằm trên mới chạy thì quá trời nó mục luôn. Đúng không? Nhà của bà Thiếu nó khổ lắm. Nếu mà đụng nhẹ thì tập luôn. Oh.
vàng gắt cái này không à. Quảng bữa nay sung rồi. Thấy dây điện không? Mấy nhánh ngoài đó thì nằm ngoài lộ nó rất dễ không? Dễ hơn mấy nhánh trong này nha. Vô đầu ở dưới này cho mấy người dưới này dẹp cho bạn. Ở trên này hai anh nghỉ chút nha. Giờ phải anh treo dây các bạn, treo dây để anh cắt cái nhánh chỗ trước mặt anh đó. Qua đây luôn nha các bạn. Kéo ra, kéo ra. Vừa vừa nghe để sập cái máy luôn đó. Oh.
còn dính nguyên cái miếng đó xong đạp nổi. Rồi thả ra đi. Cái cọng dây nó gích chảnh rồi. Cắt nó đứt cho gớt ra luôn đi. Rồi, xả dây ra luôn. Chẳng xe Hiền ơi. Ngọt đi. Hoàng cắt xuống hết luôn đi. Cái chánh hoàng hết tác dụng rồi đó. Xuống đi. Thấy thêm con dây nữa kìa Hằng ơi. Trời ơi, nhảy ghê không? Dây bự á, dây bự nó buộc gốc á. Mấy cái này nó cũ hết trơn rồi.
xuống nữa mà. Thường anh lên anh đòi chặn cái đọt trên đó nè. Và anh Hoàng anh chặn cái gốc này để treo cái nhánh này cho nó ra ngoài này luôn. Cái nhánh này nếu mà nó sụ mạnh là nó sập cái máy này. Trời, đang kéo mây tới nhưng mà tối rồi nè. Tiếp tục cũng treo cái nhánh này kìa. Nhánh này cũng khó khó nè. Xém tới cái tủ á. Cái góc quá trời nấy kìa. Nó tôn cái góc vô nè. Vậy là cũng còn hên nè. Cái góc nó quá trời nó nặng nè. Nhờ thằng thằng tài này nè. Thấy cái gì? Tám tắc nữa tới tủ rồi. À, nó chọt vô ngay cái chỗ này luôn á các bạn. Tại cái cọng dây bên kia chú Tư cũng chặn kìa. Chắc không có được, cọng dây cục sắt bên này cắt được mới lớn mà cắt. Bây giờ nó chọt ngay cái kẻ nó vô nữa bạn. Mình cũng không đánh đổi nha. Nó bị hơi cái cây chổi các bạn. Được hạ hạ của chừng nó đâm xuống cái chọt vô nghe Tư. Cắt cái nhánh này bỏ nè Hiền ơi. Nhưng mà sợ nó đâm vô á. Đâu Tư vô coi coi nó chọt xuống không. Sợ nó chọt vô đụng cái tủ á. Nó hên nó còn có chút xíu nữa à. Khoảng 8 tấc nữa là đâm vô tủ này nè. Nhờ hên nó chỉ sùm cái chổi này nè.
sợ nó chọt vô không, bây giờ cắt cái ngang ngang cái chỗ này nè Tư. Mình cắt ngang cái chỗ này nè cho nó sụ cái đọt này ra ngoài đi. Cho cái đọt sụ ra ngoài. Cho đọt này sụ ra ngoài đi. Tư cắt ngang 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 chỗ này nè. Ui, khoan, lấy cột dây cộng thẻ dây đó một cái nữa. Đúng rồi thôi. Hạ từ đầu xuống luôn kìa. Giờ nâng lên được không? Bây giờ ngoài ngoài cọng dây này nè Hiền, mấy cái cọng dây này ngoài em ruột giật ngoài luôn à. Sợ sợ cái tủ dưới kìa, cái tủ đá phải không, nó này nó sụp xuống đó. Ừ, hơi cắt cái cây kia nối lại cho nó được rồi, cũng không sao. Cái này mà nãy nó thêm khoảng 8 tấc nữa là bay cái tủ này nè. Chị cũng hên nữa chứ. Bả không biết cái gì nữa. Vậy là cũng ổn nha bạn. Nó chỉ bị cái vách tre này. Giờ tiếp tục thêm cái nhánh bên đây nha các bạn. Nhánh bên đây cũng y như nhánh nãy nha. Nhánh nãy là bị lỗi cái người kéo cái gốc này nè. Gốc sụn trước nó đâm vô cái mấy tre nữa đó. Qua đó. Sao? Không vậy hoàng nó chính xác. Qua. Qua. Ủa sao anh xuống anh không tiếp buộc cái nhánh đó. Giữ góc đi. Anh Hoàng tiếp tục anh lên cái nhánh mép ngoài này nha bạn. Dẫn kèo luôn cái nhánh này nha.
Chỉ có cái nhánh này là mình đưa xuống là nó dễ nè, còn cái nhánh bên đây nè, nó chặn nó nằm nghiêng về phía bên đây nè. Lên vàng anh tiếp tục lên anh buộc dây anh treo nữa. Treo lên anh buộc dây nữa nè. Khi nào cắt cái nhánh này bắt đầu tiếp tục quay bánh xe này. Anh buộc xong các bạn, bắt đầu anh cắt nha. Còn cái nhánh này là bắt đầu nó khó nè, nhánh này nó lớn như vậy. Qua đó, qua đó. Ừ. Qua im. Rồi, vậy là an toàn hết nha mà. Này thì cứ đưa xuống là nó bay xuống ngay giữa đường vậy mà. Anh cắt luôn cái tờ cuốn nha bạn. Xong. Ổn luôn. Vậy là cắt tới cái nặng ba hay gì à? Oh.
cho nó gớt ra thôi hả gì hả. Rồi xong hết nha các bạn, mình xin kết thúc video đây nha, hẹn các bạn lại video sau nha, bye bye các bạn nha. Cây này cực kỳ khó luôn mà, rất là khó nha. Giờ nguyên cái cây còn là gì đó, ra đồng nữa ảnh lại ảnh quay ảnh móc gốc luôn nha, chứ mình không có cắt gốc cho ảnh nha. Đồ anh Hoàng tề mấy cái tột đó, cái nữa là xong rồi.